tới mà mình lấy cái thùng này lên. Rồi rồi, tới công chuyện này. Con biết con xin lỗi, con tưởng bạn con nó giỡn luôn á, thiệt không? Mấy con biết rồi, con đâu có giỡn làm gì đâu. Con xin lỗi con nó thiệt á. Con thiệt á. Xuống xe, cho tôi xuống xe. Xuống xe. Xuống xe, xuống xe. Có la, đừng có la. Đừng có la nữa. Cho tôi xuống xe. Bà này im đi, đi lại nhỏ thôi. Đừng có la, đừng có la. Cho xuống xe bé ơi. Con không biết, mấy con xin lỗi, có gì ha, đừng có la nữa. Tha thứ cho tụi con chứ. Thì cũng như mấy bình thường, mình đi đám ma thôi, không sao, đừng có la. Biết rồi mà giỡn cái giật mình. Đừng có la, đừng có nói nữa, tao sợ mà. Cái gì cũng giỡn mà, mày khùng hả? Để gì người ta, ông lấy lộn mẹ, tao lấy gì? Lấy mặt kia, tao cho chết luôn cái ha ơi. Đừng có la, đừng có la. Vậy để đèn tao lại vậy rồi, không có đơn nữa. Chết rồi, tao nói hụt ở trước là hụt gì nữa vậy? Tay chân nghe vậy trời. Không. Ba ơi. Ba. Không. Không mình cứ coi như mình cứ coi như lúc. Cái gì vậy? Ôi con. Trời. Cứ coi như lúc trước đi vậy. Cứ coi như bình thường mình đi đó mà. Đi coi. Lúc trước mình đi đó mà mình không sợ mà có gì đâu. Biết rồi. Đừng có la nữa. Đừng la bây giờ. Nhưng mà đừng cứ để đồ đạc lên cái xác người ta như vậy. Con ơi. Trời ơi. Ủa sao mà kỳ vậy, xác người ta trong hồn người ta khuất mà sao ngộ để đồ đạc rồi lên mình mẩy người ta. Cái mặt mày sao? Trời ơi, chàng đâu? Mày bỏ xuống bỏ gì thôi, đừng có làm gì vậy, không có nên. Ra hoài trời. Lấy đi. Thôi mà Phật mấy con không biết, giờ mấy con mở ra cho. Không mà để mấy đứa làm xe được, mấy ông nói. Bây giờ ông chở tôi về nhà tem riết đi ông Khánh ơi, tôi không có đi được nữa rồi ông Khánh ơi. Tôi kiềm chế không có được ông Khánh ơi. Sợ không đó? Má rồi nó thiệt đi. Nãy hồi đi, mày thấy hồi đi, mày thấy hồi đi, mày thấy hồi đi. Mày thấy hồi đi, cái này. Đừng có tạo cái tình huống gì nữa đây, cho ta sợ lắm rồi. Bây giờ nghe lời tao. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Bình tĩnh. Bình tĩnh rồi. Nó không, mấy mình đi mình gặp hoài à, hiểu không? Nói chung là bây giờ là bớt có sợ đi. Bình tĩnh đi, đừng có la. Mày giờ càng như... la càng sợ, hiểu không? Thôi mình tiếp, mình khiêng người ta xuống. Dạ mày, mày lấy cái tay chú mày đem để như vậy. Dạ. Đừng có nói chuyện nữa. Tao hết hồn. Mày ơi,
Cái gì vậy?